Hello, xin chào các bạn. Thì trong cái video này chúng ta sẽ thử tìm hiểu về OCR có nghĩa là Optical Character Recognition. À, tiếng Việt nó có nghĩa là nhận diện ký tự quan học ha. Thì đây là một thuật ngữ nó không còn mới nữa và hiện tại nó có rất nhiều cái ứng dụng phổ biến ví dụ như là trong những cái phần mềm kế toán á, người ta thường dùng cái này để mà khi mà nhân viên đăng ký uh, những cái uh, đăng ký về thu chi, chi phí của họ khi mà đi công tác chẳng hạn thì chẳng hạn như uh, khi công tác thì có những cái receipt đúng không, những cái hóa đơn thì khi mà họ up cái hóa đơn lên thì nó sẽ tự động nhận diện cái giá tiền và nó điền vô cái cột đó cho nhân viên tự động đăng ký vô cho nó nhanh ha? hoặc là những cái uh, ví dụ như là ví dụ như là những cái card visit hiện tại á, thì người ta sẽ nhận quản lý card visit nó rất là khó đúng không, không khi mà mình chụp hình xong rồi nó sẽ nhận diện những thông tin của trên card visit đó nó lưu lại sau này mình tìm kiếm nó sẽ nhanh nhanh hơn ha còn những ứng dụng khác nữa là hiện tại trên cái hiện tại là mình đang trong cái thời 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 đại là chuyển đổi số không thì những cái data bằng giấy á, họ muốn lưu trữ chuyển qua data số để lưu trữ á, thì người ta cũng sẽ dùng cái này chẳng hạn như người ta scan những cái tờ giấy những cái data bằng giấy xong rồi à, nó sẽ dùng cái OCR này để họ đọc những cái thông tin đó và họ lưu trữ qua và thông tin số đó cũng là một cái ứng dụng mà hiện tại nó rất là phổ biến ha Vậy thì và trên thế giới thì hiện tại nó có rất nhiều thư viện để làm những cái này. Ví dụ như Google thì họ cũng đã cung cấp những cái API để khi mà mình chụp cái hình xong mình gọi API thì API sẽ lấy tấm hình xong nó sẽ trả kết quả về cho mình ha. Amazon thì nó cũng có những cái thư viện, những cái service như thế này. Thì bên đây giấc hôm nay chúng ta sẽ thử tìm hiểu trong Python còn trong Python thì chúng ta sẽ làm gì ha? Trong Python thì nó cũng có rất là nhiều cái thư viện để mà nhận diện ký tự này rồi. Thì ở đây mình sẽ dùng thử dùng test xem test ha để mà mình sử dụng nó xem nó có nó nhận diện ký tự có tốt hay không ha. Ở đây thì đó là nó sẽ dùng đây có một cái thư viện nguồn mở nè nó viết bằng C cộng cộng nhưng ở đây mình sẽ không uh, đề cập tới cái chuyện này mà mình sẽ dùng cái này giống như là một cái um, mình sẽ uh, sao ta khi mà mình dùng bay mình viết uh, code Python á mình sẽ gọi tới cái, uh, cái 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 phần mềm này để cho nó phần mềm này nó nhận diện diện giùm mình và mình lấy kết quả thôi giống như là mình gọi uh, API của Google vậy á thì thay vì mình gọi cái API của Google thì mình sẽ gọi cái thằng này mình sẽ cài đầu tiên là mình sẽ cài cái thằng này vào trong cái Windows của mình trong cái máy của mình ha ở đây thì mình sẽ download nó xuống thì ở đây đây mình sẽ vào cái trang này mình download nó xuống thì nó có hai phiên bản phiên bản là Win 32 và Win 64 ở đây mình nếu mà mình máy Win hiện tại thì những máy mới đời mới bây giờ thì Win 64 thôi ha mình sẽ download cái file exe này xong rồi mình download về Download về xong rồi mình chỉ bấm vô thì nó sẽ tự động cài cho mình thôi. Mình theo những cái bước từng từ như thế này thì mình sẽ cài xuống. Và ở đây đặc biệt ở đây mình sẽ addition grip data có nghĩa là ở đây mình chọn ngôn ngữ, nó có rất là nhiều ngôn ngữ để mà mình chọn ha. Mình chọn ngôn ngữ ở đây. Và ở đây mình chọn đây người ta có thể chọn GB Khmer nè. Xong rồi mình sẽ download về. Download về thì cài theo từng tự từ theo những bước này thôi và chỉ định ở đây mình chỉ định thư mục á thư mục nó là nằm đâu nếu mà Win32 thì nó tự động chỉ mình thư mục là cái uh, ram file 86 nè còn nếu mà Win64 thì nó không có sự 86 ít này ha ít 86 này ha. rồi cài xong đây là bước đầu đầu tiên là mình cài xong cái thư viện này vô trong uh, trong, trong máy mình nếu khi mình cài xong vô máy mình rồi thì nó sẽ hiển thị ở đâu chẳng hạn như khi mình cài xong vô máy mình rồi á thì sẽ, mình sẽ nếu mà win mình win ban hai thì mình sẽ vô trong cái program file này ha. Mình sẽ tìm cái là tesseract nè. nè thì nó sẽ nằm trong đây. Rồi. Bài tiếp bước kế tiếp là mình sẽ mở cái um, gì ta? Mở cái uh, Anaconda ra thôi. Và mình mình dùng Anaconda xong mình mở Anaconda xong mình sẽ chạy theo cái um, mình dùng cái Jupiter để mình có thử ha thì ở đây mình sẽ sử dụng cái phần mềm mình trong để mà code nó thì mình sẽ gọi cái mình inton cái bay OCR này vô mình sẽ dùng bếp mình bay cái internal này vô ha mình cái run này thôi mình chỉ cần kích run mình viết câu lệnh này mình run thì nó sẽ tự động inton như thế này vô cho mình đây nó sẽ inton đây là 0.8.3 ha nó sẽ inton vào đây là inton xong là không có bị lỗi thì inton xong ha rồi tiếp theo mình sẽ viết code để mình gọi nó, xem nó thực hiện như thế nào ha. Ở đây mình sẽ viết code sẵn rồi. Đầu tiên là mình thao tác tới file cho nên là mình dùng cái OS này. Còn cái thư dựng là Pillow này á là nó dùng để mà um, mở những cái file ảnh ha. Hoặc là hiện như nó là dùng nó cái cái thư viện này nó sẽ thao tác nó có bao gồm những cái thao tác trên hình ảnh cho mình ha. Rồi, đây cũng vậy, cái thư viện này cũng là thao tác hình ảnh thôi. Là cái hai thư viện này thật ra mình chỉ chờ cần thư viện này thôi cũng được, không cần phải dùng thư viện này. Rồi, đây là mình im bọc vô cái mình ton trên đây không Là mình đã ton thẳng sẵn cái thằng OVC này rồi, OCA này rồi. Giờ mình im bọc nó vô để mình sử dụng. Thì đầu tiên là mình sẽ chỉ định được cái file đó. Có nghĩa là cái file mà cái phần mềm mình thằng hồi nãy là Terraser là mình đã intron nó vô trong này ha là để mình chỉ định này để cho nó lấy cái biến môi trường trong đó. Cái biến môi trường của những cái thằng ấy cho ha, tại đây đây là nó liên quan tới file cho nên là dùng cái này dùng cái OS này, thư viện OS này để nó thao tác trên file ha. Rồi, tiếp theo là mình chỉ định cái thằng Python này nó sẽ khi mà mình Python này nó sẽ dùng cái cái thư cái, cái cái phần mềm này nó gọi tới cái file SE này để mà nó nhận diện chữ số thì đầu tiên để nhận diện chỉ số thì mình khi mà mình ghét cái này lên đó, là mình phải uh, vô đây ghét ở đây đầu tool này có nghĩa là thật ra nó sẽ cái này nó sẽ gọi này để nó biết được là trong cái, uh, cái file ở đây này hiện tại nó có những cái công cụ gì để mình thao tác đúng không rồi khi mình lấy được tool rồi thì mình lấy cái tool đầu tiên nè cái zero này về lấy tin zero này về xong rồi mình làm gì đây? mình sẽ thử coi là thằng này nó sẽ sử dụng ngôn ngữ nào? nó có bao nó 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 đang, hiện tại nó đang xuất bọc bao nhiêu ngôn ngữ? đây rồi khi mà inton lúc nãy mình inton về là mình chỉ định ngôn ngữ đúng không? cho nên là nếu mình không chỉ định thì nó sẽ mặc định là tiếng Anh thông thôi ở đây mình inton mình không có chỉ định ngôn ngữ thì nó chỉ mặc định là tiếng Anh nhưng mà phải mình phải ghét thử coi là nó cái những cái ngôn ngữ available ngôn ngữ này mà hiện tại nó có thể xuất bọt được là ngôn ngữ nào mình ghét xong rồi rồi bắt đầu mình sẽ thử là đầu tiên mình sẽ lấy hình ảnh lên nè. Giờ mình sẽ hình ảnh mình lưu trong đây ha, mình lưu trong bài nè trong cái thư mục Python và cái hình ảnh sơ bãi này. Còn đây là mình chỉ thử thôi, mình lấy cái này chỉ lấy thôi để mình show hình ảnh lên cho vui thôi chứ không có gì hết. Cái thằng này á, thật ra cái thằng à, thằng ý mịch của phim của Philo này nó cũng hiển thị hình ảnh lên được nhưng mà nó hiển thị hình ảnh lên một bằng một cái cửa sổ khác cho nên nó nó phiền phức á thì mình dùng cái này để nó hiển thị thẳng lên trên cái uh, Jupiter này luôn cho mình dễ theo dõi thôi chứ không có gì hết. Thực ra hai cái thư viện này nó như nhau, nó là thao tác trên hình ảnh hết, cho nên là không có gì quan trọng ha. Tiếp theo, mình sẽ build cái thằng đó, build cái thằng để mà chỉ định nó ha, build cái thằng uh, OCR này lên, để mình dùng cái tool để build nó, mình lấy những cái thông số của nó lên ha. Rồi bắt đầu mình sẽ chỉ định là, mình gọi cái hàm là Image to String có nghĩa là nó sẽ cái cái đây chính là OCR đó nó sẽ lấy cái hình ảnh này nó chuyển đây mình chỉ định ngôn ngữ không đang chỉ định ngôn ngữ và mình gọi nó thì mình nó sẽ trả về cho mình một cái test là từ cái ý này nó lấy cái test trong ý này nó gửi về trả về không rồi mình rin nó ra thôi đó là mình thử vậy đó đơn giản không thì đặt ra mình chỉ sử dụng tool thôi mà cho nên nó rất là đơn giản bây giờ mình chạy thử coi như thế nào anh run đó thì nó lấy ra cái được ký tự nè và trong đây ha, đây là một cái hình ảnh về ký tự và ở đây mình sẽ thấy là nó sẽ chỉ định hiện tại nó sử dụng tiếng anh thôi nó chỉ chỉ xuất bật tiếng anh thôi ha đây ở đây ngay chỗ cái hàm này nè mình gọi là mình get available language nè là mình lấy những cái ngôn ngữ mà nó đang xuất bật nè không rồi đó lại là mình sẽ ra cái này rồi mình chẳng hạn như mình thử mình sử dụng một cái hình ảnh khác xem như thế nào ha. Kiếm coi có hình ảnh nào khác mà mình. tìm hình ảnh thêm hình ảnh nào đó để mình coi coi. Thử coi nó có bọc Rồi chẳng hạn như mình chuyển vào. Ở đây là đang nhận diện thử cái hình ảnh số 7 không. Mình chuyển qua hình ảnh số 8 thử coi. Số 8 này thì nó sẽ như thế nào. Chạy đây. Trên. Đó, thì cái đây nè, đây là vẫn số 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nè, đây nó cũng nhận diện ra được nè. 1 2 3 4 5 nè, 6 7 8 9 10 ha. Cái phần trên nhỏ quá nó nhận diện không được ha. Đó. Thì đây là nhận diện theo tiếng Anh. Còn mà mình muốn nhận diện thêm những ngôn ngữ khác nữa thì sao? Chẳng hạn như ở đây mình sẽ tìm hiểu thêm coi nó nhận diện ngôn ngữ khác nữa thì sao? Ở đây á, trong OCA này nó sẽ có đây nè, đây những, những cái data mà nó đã training rồi nè, có nghĩa là đây là nó 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 cái engine này á nó dựa vào cái um, nhận nhận diện theo kiểu là logs uh, long short time memory ha, cái này là một cái thực ngữ của bên uh, của những cái model mà nhận được để mà uh, model mà để mà um, làm cho mà liên quan tới máy học ha. cái này để mà để giải thích sâu xa thì mình sẽ giải thích sau ha cho nên là giấc giờ đây nè, data của này nè là những data này nó đã, đã training rồi, có nghĩa là mình muốn sử dụng ngôn ngữ nào thì mình sẽ download về ngôn ngữ đó. Chẳng hạn giấc giờ mình muốn thử uh, tiếng việt thử xem thế nào không? Uh, thằng đã tiếng nhật trước đây, tiếng nhật mà gia Văn nè, gia Văn mình kéo về. đây mình sẽ, đây nó sẽ download về cho mình, mình download về. Thì khi, khi mình download về thì mình sẽ để nó đâu? Yeah, mình download về thì mình copy nó thực ra nó sẽ nằm trong đây nè trong mình sẽ đưa nó vô trong đây phải không? trong hồi nãy mình uh, đã uh, in nó thì nó nằm trong đây rồi thì uh, mình sẽ vô thêm một test sơ này rồi mình sẽ bỏ nó trong đây bỏ trong đây thì mình đưa nó vô đây thôi rồi, gắn giờ mình chạy thử lại coi chỗ đó coi nó sẽ có xuất bọt thêm ngôn tiếng Nhật hay không ha. Cái mình chạy thử cái uh, available randwidth này ha, chạy này. Đó, thì nó sẽ hiển thị trên cái gia bằng nữa không? rồi ha. Giờ thì mình sẽ thử tìm một cái uh, hình ảnh nào có tiếng Nhật mình đưa cho nó thử coi nó tìm hiểu được hay không ha. Ở đây kiếm một cái uh, file nào có tiếng Nhật hay không. Do nó training Chẳng hàng như mình đây mình có một cái file số 11 là cái uh, file uh, tiếng nhật để coi nó nhận diện được tốt hay không ha 11, mình run cái coi làm sao wow. ờ, đây. à do mình đang mình chỉ định tiếng uh, tiếng anh cho nên nó không có nhận diện được ha mình chuyển qua gia bằng đi chuyện đây đó đây đó thì nó đã nhận diện ra được tiếng Nhật đúng không? Thì cái file cái file hình ảnh của tiếng Nhật là này đây. Ở trên đây là coi nó nhận diện đúng hay không ha. Đây. Thấy đó, ổng quá ổng đúng không? Đó thì đây là cái file mà hình ảnh mà mình đưa vô cho nó nè. Cái file tiếng Nhật nè. Và nó nhận ra chẳng hạn như đây à. Y chang ha. Nhưng mà đây xuống dòng nó bị xuống dòng là do nó ký tự nó bự quá đó thì về nhận tiếng dạng tiếng nhật thì cũng được rồi. ở đây mình chỉ định liên liên nè ở đây mình có thể chỉ định thêm hai hai cái cũng được chẳng hạn như là in rồi chẳng này thì lên thử coi sao nó bị lỗi rồi nó bị lỗi rồi hình như là mình để cộng chứ không phải là để ấy nào. đúng rồi là mình để dấu cộng chứ không phải để dấu phải thì nó sẽ chạy ra được đúng không Là nó vừa nhận dạng luôn Tiếng Nhật mà vừa nhận dạng luôn Tiếng Anh ha Rồi Vậy thì chẳng hạn như tiếng Việt thì sao Mình sẽ tìm thử coi nó có tiếng Việt hay không ha Đây quay về cái uh, data Thì nó đã training cái, Những đây là những cái thư viện Những cái file mà nó đã training sẵn rồi thôi mình sẽ tìm thử coi Việt Nam Việt Nam Việt Nam Có Việt Nam không Việt Nam có không Nè đây nè tiếng Việt nè ha VN Việt Mình sẽ download về Và thử rồi Nó có thể nhận diện Được tiếng Việt hay không ha Mở cái file này lên Ctrl X Xong rồi Tìm lại cái test data này Bỏ vô trong đây à, Thì nó đã có tiếng Việt rồi ha Rồi mình sẽ thử chạy thử coi nó đã nhận diện nó xếp bọc ngôn ngữ nào có xếp bọc ngôn ngữ tiếng việt chưa ha đây là nó mới xếp bọc tiếng tiếng anh như tiếng nhật thôi ha giờ mình đã bỏ file tiếng nhật vô rồi viên tiếng việt vô rồi thì nó sẽ ra gì nó nó ra vn rồi nè ha rồi bây giờ chúng ta sẽ thử tìm hiểu một cái tìm một cái file tiếng việt là cái file 12 mình sẽ test thử cái file 12 rồi ha để mình chạy thử cái file 12 coi ra được không 12 12 cái này dưới dưới là mình muốn in ra cái file 10 xem file 12 nó như thế nào thôi trên Đó. là tiếng viết sao nó kỳ vậy ta nó không có in ra được cái cái chữ tiếng Việt mà nó in ra như vậy bị chưa chính xác nha, chưa chuẩn nha, tiếng Việt nó bị dính cái gì nó không có mất nó mất dấu chữ mất dấu uh, dấu ô rồi, mất dấu e rồi, mình thử một tìm một cái file khác, thử làm sao nó tìm được tiếng Việt hay không ha, uh, file hình ảnh tiếng Việt, thử mình thử tiếng một cái phần ảnh tiếng Việt để mà đưa vào cho nó uh, copy mình sẽ lưu tìm một cái hình ảnh. Ví dụ mình tìm hình hình ảnh chữ này đi. Cứ uh, cho nó bự lên tí, mấy cái này cắt mấy tí bự thôi, còn bên kia mình bỏ đi, bên, mình lấy phần bình màu vàng thôi. Lưu xuống. Mình uh, lên bài thơ, chẳng hạn như mình cho cái hình này là hình 15 đi. Lưu xuống. Rồi, mình chạy thử, mình đổi trên đây 15 thì coi nó sẽ in ra cái hình như thế nào. Nó sẽ nhận diện được khi tự hay không ha. 15. Ok, run. Thì về tiếng Việt nó vẫn chưa ổn ha. Nó vẫn còn ra những cái... Uh, nó chưa có có dấu được. Chưa có bị, chưa có dấu được. Nó bị ra so sánh nè liên từ và câu nó nhận diện ra chỉ được cái romanji cái từ từ tiếng Anh thôi còn tiếng Việt nó bị dính cái này sao nó để là để mình tìm lại một cái thư viện tiếng Việt thử coi nó thế nào không Đây mà nó không nhận diện ra được không có ổn ha. Trần trường is à mình bị cái này nè mình không có để uh, tiếng việt vô nè vì <laughs> mình phải đưa dài nó mới chạy chứ mình nhận diện nãy giờ mình nhận diện tiếng anh không mà <laughs> bậy quá bậy mà đó luyện từ câu từng ba tìm các hình ảnh so sánh trong những câu thơ trang hai bốn hai mươi đó thì đó nó ra được không giờ chẳng hạn như mình Thử dụng cái thư viện này thì có anh ra được không, không? thư viện này là thư viện vi nó sẽ có hai cái file luyện từ và cầu cầu liện từ và cầu từng từ và cầu mà sao nó lại được từ từ và cầu ta từng spa tìm các hình ảnh tìm các hình ảnh so sánh trong những câu thơ đây là ra ổn đúng không bác ạ đó, thì ra à, cũng ổn chứ không đến nổi ha Chắc hẳn mình trả lại câu 11 ơi. Nó có ra dấu được hay không 11 run. Ủa 11 là cái gì mà nó Không ra được cái này ta 12 chứ 12 là tiếng Việt 11 là tiếng Nhật cho nên nó ra không được Mình đang để nha Đó ra tiếng Việt đúng rồi ha đây, hiện tại là nó đang sử dụng tiếng Việt. Ở sử dụng giả sử như mà mình thử tiếng Thái thử coi. Mình tìm thử cái tiếng Thái coi có tiếng Thái không. Tiếng Thái ở đây. Tiếng Hoa với tiếng Nhật thì như nhau thôi ha. Giờ mình muốn thử tìm tiếng Thái thế coi. Tiếng Thái hoặc tiếng Campuchia thì coi nó là nhận diện được hay không ha. Thái, 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 Thái. Ở đây có tiếng Thái hả. Đây chắc là thiên thái nè, thái nè. Kéo về thử hay sao. Rồi, chúng ta sẽ đưa vào trong đây. Rồi. Là ngay chỗ file này ha, là file test data nè. Test data thì nó sẽ nằm trong đó. Và chúng ta chỉ việc đây, chúng ta chạy thử cái này thử coi ngay chỗ này nó có hiển thị thêm tiếng Thái hay không ha. Quay right, run, run một cái. Đó thì nó đã đã tha nè, tha là Thái nè không? Mình copy copy cái thằng này. Mình để vô đây. Mình tìm cái hình ảnh có tiếng Thái cho nó thử coi. Là hình ảnh số 13 có tiếng Thái, 13. 13. Rồi, thử coi tiếng Thái xem như thế nào ha. Kịch ra đúng không? Đây thì đây là tiếng Thái nè, rồi đây nó sẽ ra cái nó nhận diện y chang luôn ha. Mình thấy là quá chuẩn không? Cũng được đúng không? Đó. Thì cái thư viện này tạm thời là ổn á. cho nên là chúng ta có thể uh, uh, dùng những thư viện này để mà chúng ta xem nó như thế nào thôi. Nhưng mà vấn đề là không biết là khi mà chúng ta viết tay á thì nó có nhận diện được hay không ha? Chẳng hạn như khi mà chúng ta viết tay trên hình ảnh uh, hình ảnh trên đó không? Ờ uh, để chúng ta sẽ thử tìm chữ viết tay thứ của tiếng việt thứ anh thì uh, nó sẽ nhận diện được hay không ha hình ảnh viết tay làm gì có hình ảnh viết tay ta chúng ta thử uh, một cái uh, thằng chúng ta thử cái này coi này chắc là chắc là nó chịu không nổi á. lưu trên cái hành 15 luôn đi thử chạy thử rồi nó tìm ra được không nó tìm ra được rồi nó cũng ghê lắm á 15 run Ồ oh, quên chuyện hoặc tiếng Việt chứ à, rồi mình chơi cái uh, vị đi. Không tìm ra nói hả? Chữ vi này là cái gì ta? Viên chăng hay gì mà nó không không ra được bằng việc này đó. Nói chung là chữ này mờ quá nó cũng không nhận ra được biết không? Nhưng mà không nhận ra được sơ sơ là ché mà nói gì đó vợ gì không biết nữa. Vượng gì đó. Nhưng mà nó nhận diện chưa có ổn ha. Nó chỉ nhận diện được mấy cái chữ in mà kiểu như uh, thông thường thôi ha. Này là kiểu như thư, thư pháp là nó cũng bó tay là chưa nhận diện được ha. Rồi. Vậy thì chúng ta có thể dựa vào đây là một những cái ứng dụng đơn giản để nhận diện chữ viết ha. Nhận diện uh, tùy theo nhu cầu của chúng ta ha. Thì hiện tại nó rất là đơn giản nhưng mà để mà nhận diện cho tốt á thì chắc là chúng ta sẽ cái quan trọng nhất á, mà chúng ta cần tìm hiểu là tìm hiểu để training những cái này ha training để cho nó nhận diện tốt hơn là cho máy học á thì nó sẽ tạo ra những cái bộ data mà mình đã training kỹ á, để cho nó nhận diện tốt hơn thì chúng ta cũng có thể sử dụng của bên Google, Google nó sẽ training nhiều hơn á, tại vì nó là thuộc một cái nó là service dịch vụ rồi. Nhưng mà nó nó có một cái gói free á, mình sử dụng ít quá thì nó sẽ cho mình free, còn mình có sử dụng nhiều thì nó ra tiền, nó nó sẽ tốn, tốn tiền thôi. Nhưng mà những cái đó là nó thuộc về dạng service nó cung cấp có tiền cho nên là nó nhận diện tốt hơn, còn những cái này nó thuộc mã nguồn mở thì nó, nó quăng ra đây rồi mình có thể mình về mình viết lại mình chay niên thêm để cho nó ổn hơn tùy theo cái nhu cầu sử dụng của mình ha nhưng mà ở đây thì những cái từ những cái từ mà theo mà in ấn nữa thì chắc là ổn chứ không có gì đâu thì đó đây là những cái cơ bản về mình sử dụng cái OCR này bằng bài thông để nhận diện chữ viết xem như thế nào ha rồi Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Khi các bạn có cần thì cứ tìm hiểu thêm. Mình chỉ đây là những kiến thức cơ bản thôi. Nhưng mà nó cũng không có gì mới ha. Mình cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn các bạn vào một video tiếp theo. Bye bye.